Hiện tượng đàn cừu di chuyển thành vòng tròn xoay quanh một chỗ. Mới đây cư dân mạng xôn xao về một hiện tượng dị thường xảy ra tại Trung Quốc. Một đàn cừu di chuyển xung quanh thành một vòng tròn liên tục nhiều tiếng. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hiện tượng cừu nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes khiến cho động vật chán ăn mất phương hướng và đi vòng tròn. Số khác lại đùa rằng đây là hiện tượng triệu hồi quỷ sa tăng đem lại sự xui xẻo, dịch bệnh chết chóc. Một số ý kiến cho rằng có thể đàn cừu di chuyển như vậy là để bảo vệ con non bên trong. Tuy nhiên qua nghiên cứu và quan sát kỹ lưỡng thì Tenten cho rằng đây đơn thuần chỉ là video dàn dựng để câu view hoặc câu khách du lịch. Vì vòng tròn ở giữa được vẽ vô cùng hoàn hảo, không méo mó. Có lẽ nó được vẽ ra bằng cách dùng một sợi dây gắn vào một cái cọc như một cái compa vậy. Hơn nữa mặt tròn lại có màu trắng nổi bật hơn mặt cỏ xung quanh. Tenten cho rằng có thể người dàn dựng đã giải một chất gì đó khiến đàn cừu sợ không dám dẫm lên vòng tròn. Có thể là muối hoặc chất gì khiến cừu dị ứng.